Hello, hello, xin chào các anh chị nhà đầu tư ha. Lại là em Tèo đây ạ. À. Chào mừng quý anh chị nhà đầu tư, các anh chị khách hàng cùng các anh em đang theo dõi trên nền tảng YouTube. Quay trở lại với lại cái video nhìn thị trường của em trong giai đoạn tuần tới ha. Đặc biệt là ngày 3 tháng 6, cái ngày đầu tiên của tháng 6, ngày giao dịch đầu tiên ha. Thì nhìn lại cái tuần vừa qua, cái tuần mà kết phiên của tháng 5 cũng như là kết tuần thì anh em mình cũng thấy được là một cái phiên tương đối dữ dội đúng không ạ? Nếu như mà anh chị giao dịch phái sinh thì cũng thấy được là biên động giao dịch cũng khá là lớn trong cái giai đoạn ngày thứ sáu vừa qua ha. Còn nếu như mà anh chị giao dịch cơ sở thì tốt nhất là không cần phải nhảy ra nhảy vô. Nếu như có chăng chúng ta hãy lựa những cổ phiếu mạnh mà chúng ta mua điểm vào vào những cái cổ phiếu đó để chúng ta chờ đợi vào cái tháng 6 này nó có bứt phá hay không ha. Thì trong một cái video ngày hôm nay thì em sẽ nói rất là nhiều về cái vấn đề là cơ hội nào cho chúng ta trong tuần sau và top cổ phiếu mạnh ha chị. Thì lời nói đầu tiên cho phép em gửi lời chúc sức khỏe đến nhà đầu tư ha. Một lời chào cũng như là hy vọng các chị nhà đầu tư trong giai đoạn sắp tới sẽ gặt được nhiều thành công, may mắn, mang lại được nhiều lợi nhuận trong giai đoạn tiếp theo nhé. Để đáp trả lại thì hy vọng các chị nhà đầu tư dành lại một vài giây, dừng lại một vài giây cho em một cái lượt like nha chị. Hay là để lại một cái phần comment ở dưới cái phần bình luận, góp ý cũng như là tương tác với video của em ha. Thì để cho video nó có tính tương tác cao. Thì YouTube sau này nó cũng sẽ đề xuất là video có nó có tính hữu ích nha chị. Rồi chúng ta không mất nhiều thời gian của nhau nữa. Chúng ta quay vào cái nội dung chính của chương trình ngày hôm nay ha. Top cổ phiếu mạnh và tuần biến động. Tại sao lại là tuần biến động và tại sao có top cổ phiếu mạnh? Thì anh chị thấy được rất rõ ràng trong cái tuần trước, thị trường của chúng ta mặc dù đầu tuần thì nó kéo điểm và cuối tuần thì nó trả điểm đúng không ạ? Cuối tuần nó cũng giảm cũng tương đối mạnh chứ không phải là không. Và chúng ta có một cái nến tuần nó doji nha chị, cái nến tuần doji. Vậy thì xấu hay là đẹp? Mặc dù cuối tuần nó bán mạnh nhưng mà anh chị thấy một số những cổ phiếu đặc biệt, một số những nhóm ngành riêng lẻ lại có những cái sức tăng rất là tốt, có nghĩa là nhiều cổ phiếu cho chúng ta điểm mua luôn ha. Vậy thì qua tháng 6 nó sẽ như thế nào? Qua tháng 6 VN-Index nó sẽ có một cái biến động cực lớn luôn nha chị. Cái biến động này nó có thể đưa cho chúng ta vượt 1.300 rất dễ dàng nha chị, mà nó cũng có thể đưa cho chúng ta quay về nó test lại 1.200 cũng rất dễ dàng. Thì tại sao lại như vậy? Chúng ta sẽ đi vào cái video ngày hôm nay ha, và sau đó là cuối phiên thì chúng ta sẽ có một số những cái top cổ phiếu mạnh cho anh chị đáng lưu ý ha. Thì cái tuần vừa qua là cái tuần mà anh chị biết được rằng anh em ITP cũng đã chính thức bắt đầu gia nhập vào công ty SSI để là đối tác chính thức của ITP trong giai đoạn sắp tới ha. Nếu như anh chị nhà đầu tư đang có tài khoản tại SSI hoặc là đang yêu mến các anh em ITP nhưng mà chưa mở tài khoản tại SSI, có thể mở một cái tài khoản để ủng hộ cho em Tèo cũng như cho câu lạc bộ ITP nha chị. Thì ID của em là 2762, hoặc là anh chị lấy cái điện thoại quét cái mã QR code trên đây nè ha, thì nó sẽ cho chúng ta mở cái tài khoản rất là nhanh ha. Ở SSI mở tài khoản rất là nhanh và phương thức xác thực cũng khá là tốt nha chị, ký một cái chữ ký online trên FPT nữa là xong. Nghĩa là khi mà chị mở cái tài khoản xong á, nó sẽ cho anh chị một cái phương thức để anh chị ký online ha. Rất là nhanh, không cần phải ký giấy lên công ty nộp nhiều sữa đâu nha chị. Rồi, chúng ta quay vào nội dung của ngày hôm nay nhé. Đi sơ vào cái thị trường của chúng ta ngày hôm nay thôi. Anh chị cũng thấy được là trong cái giai đoạn tuần vừa qua á, cái giai đoạn ngày cuối cùng á, thị trường của chúng ta nó giảm có 4 điểm thôi ha. Và chúng ta có 222 mã đỏ, hai gần 200 mã xanh. Thì có này nó có một cái sự cân bằng nha chị, tầm 200 là 200 là sự cân bằng. Mặc dù như vậy nhưng mà chỉ số của chúng ta đóng cửa ở một cái mốc điểm cũng tương đối an toàn. Trong cây nến tuần thì chúng ta thấy được có một cái nến doji này nha, cái nến doji đỏ. Thì cái nến này là một cái nến phân vân giữa lực bán và lực mua, nhưng tạm thời lực bán nó đang cao hơn một chút nha. Chị cũng thấy được ba cây nến cuối tuần này, ba cây nến cuối tuần sau khi có một cái nến rút chân, một cái nến hôm thứ sáu nó cũng bán. Vậy thì tại sao lại như vậy và chúng ta nên hành động ra sao vào tuần sau ha? Trước khi đi vào VN-Index thì mình đi sơ sơ lược qua thị trường cũng như thế giới xem như thế nào anh chị nhé. Chúng ta thấy được khối ngoại bán rất là mạnh và nhiều anh chị nhà đầu tư nghĩ rằng khối ngoại người ta rút tiền, nhưng mà sau khi mà nghiên cứu và trao đổi một số những thông tin ở bên ngoài thì em có một cái số thông tin là khối ngoại hiện tại đang cơ cấu danh mục lại của tháng 6 thôi. Và đặc biệt anh chị thấy được trong tuần vừa qua người ta bán rất là mạnh CTG đúng không, và cuối phiên ngày hôm thứ sáu thì không còn cơ cấu CTG nữa. Sau khi CTG đã được cơ cấu xong thì họ bắt đầu họ cơ cấu qua Vinhome, họ cơ cấu MBB, VRE. Nói chung là rất là nhiều cổ phiếu bên nhóm ngành ngân hàng ha, có thêm cả bán lẻ nữa. Ngược lại thì mua TCB này, mua DSS và Novaland, nhưng mà không đáng kể ha, không đáng kể. Anh chị thấy cái vấn đề ở đây là gì? Khối ngoại bán rất là mạnh trong tuần vừa qua đúng không ạ? Cơ cấu rất mạnh luôn, nhưng mà thị trường của chúng ta có ổn không? Vẫn rất yên ổn đúng không ạ? Mặc dù khối ngoại người ta cơ cấu cực kỳ mạnh luôn nhưng mà người ta giao dịch bán ra để mua vào chứ không phải là bán ra để mang tiền ra.
ha, thì dòng tiền của chúng ta vẫn còn trên thị trường và chúng ta thấy được là cái mốc điểm nó vẫn còn đang giữ được cho chúng ta một cái chỉ số an toàn nha anh chị. Khối ngoại cơ cấu ra rất mạnh trong cái tuần vừa qua nhưng mà chỉ số của chúng ta vẫn đang loanh quanh trên 1260, vẫn đang nằm ở biên trên nha. Có nghĩa là trên Ichimoku thì nó đang nằm ở trong cái biên độ sideways tích lũy khi mà đang nằm giữa hai kiếm nha chị. Nhưng mà nói về một cái trend thì nó đang nằm ở biên biên trên đúng không? Đang nằm ở cái kênh trên này. Vậy thì chút nữa chúng ta sẽ đi vào sâu trong đây, chúng ta xem coi tuần sau biến động như thế nào và có khả năng nó vượt 1300 trong tuần sau hay không, ở trong tháng 6 hay không ha. Rồi. Chúng ta nhìn qua cái nhóm ngành mà mang lại cái áp lực rất là lớn cho thị trường, đó là nhóm ngành ngân hàng. Sở dĩ á, mà em nói nhiều về cái tuần biến động á, thì trong đây nó có sự góp mặt của nhóm ngân hàng. Nha chị, nhóm ngân hàng liên tục trong tuần vừa qua bị bán rất là nhiều ha. Thậm chí là tới cuối tuần ngày thứ sáu nó cũng vẫn bị bán ha chị. Rồi bây giờ mình đi qua cái thị trường của chúng ta nhanh nhanh thôi. Thị trường của chúng ta đây. À, trước trước mắt thì chúng ta qua thị trường thế giới trước đi, xong rồi chúng ta đi qua thị trường của chúng ta sau. CNBC. Anh chị thấy được hai cái ngày mà áp lực bán của Mỹ á, nó tạo cho VN Index của chúng ta cũng có hai ngày bán cực kỳ mạnh luôn, đúng không ạ? Khi mà hai ngày mà Mỹ một ngày nó giảm 400 mấy và ngày thông thứ sáu giảm 300 mấy á, thì cái áp lực của chúng ta nó cũng đến ngày hôm đó luôn, cũng là cái ngày 400 mấy và ngày 300 mấy luôn ha. Nhưng mà ngày hôm qua, ngày hôm thứ sáu, anh chị thấy được là Dow Jones nó đang tăng lên được hơn 500 điểm. À, đang là một tín hiệu khá là tích cực cho chúng ta trong cái giai đoạn ngày thứ hai và khá nhiều các anh chị em nhà đầu tư đang háo hức xem thử coi ngày thứ hai, ngày đầu tiên của tháng 6 sẽ giao dịch như thế nào ha. Khi mà công bố PCE của Mỹ cũng đang cho chúng ta những cái tín hiệu khá là tích cực để cho chứng khoán Dow Jones nó sẽ tiếp tục cái đà nó duy trì nó tăng điểm ha. Nhưng mà trong ngắn hạn á, anh chị nhìn sơ qua Dow Jones á, anh chị sẽ thấy được là Dow Jones nó đang gặp một cái vùng cản nha, tương đối. Nếu như nó vượt qua được cái vùng cản này nha chị, nếu như vượt được vùng cản này thì Dow Jones sẽ tiếp tục bứt phá tăng lên tiếp, nhưng mà đây sẽ là một cái vùng cản trong ngắn hạn Dow Jones cần phải thử thách nha. Đây là cái vùng khách sạn nó hồi về này, 3.039.000 nha, hiện tại là 38.686, có nghĩa là nó còn một nhịp tăng lên nữa và nó sẽ xử lý cái vùng cân bằng nha. Nhưng mà một tín hiệu tích cực là sau một tuần nó giảm lên, sau một tuần nó giảm lên, nó hồi phục lại được ngay, nó hồi phục một cây một thôi, nó hồi phục lại gần như là ở vùng ban đầu rồi. Hai gì? Rồi chúng ta quay nhìn thị trường của chúng ta. Trong thị trường của chúng ta thì chúng ta thấy được cả tuần vừa qua 1, 2, 3, 4, 5 gần như nó không thay đổi đúng không ạ? Tăng lên trên, biên trên, đạp xuống biên dưới và kết cái đến tuần ở 1, 2, 6, 11. Ha, mình đi sơ sơ qua nhóm ngành chính đi nha. Tại vì hôm thứ sáu em không có livestream nên bây giờ mình tổng kết sơ qua nhóm chứng nhóm ngành large cap, anh chị thấy được là tiếp tục một câu một cái lực bán rất là mạnh sau khi mà nó test gần về tới khách sạn đúng không ạ? Test về đây thì bây giờ nếu như nó có một cái nến giảm về đây trong tuần sau nha, không phải thứ hai, có thể thứ hai nó không về, trong tuần sau nha chị, thì đây sẽ là một cái nơi mà chúng ta thấy được cái lực cầu sẽ dâng cao lên ngay, lực cầu dâng cao nha, phải nhật bán nha chị. Thì chúng ta đang thấy nhóm last cap nó đang giảm liên tục trong vòng tuần vừa qua, ví dụ điển hình là một số những cổ phiếu của nhóm ngân hàng. Chúng ta thấy nhóm ngân hàng này. Nha, hôm nay thì gãy luôn cả Kijun rồi, không biết này. Hôm thứ sáu là kể luôn Kijun rồi. Vậy thì nhóm ngân hàng đang có xu hướng gì ạ? Nhóm ngân hàng nó sẽ đang có xu hướng tiếp tục nó đè chỉ số để nó có khả năng nó giảm về tới cái vùng biên độ này. Thì khi đó lực cầu nó mới vào cao. Ha, là khi đó nó mới dâng lên. Vậy thì biến động mà em đang nói là biến động gì? Rất có thể nha chị, rất có thể nếu như một cái xu hướng của ngân hàng và nhóm vốn hóa lớn nó như thế này thì nó sẽ tạo cho chúng ta một cái nhịp quét nhanh nha, một nhịp quét rất nhanh về vùng hỗ trợ sau đó bật lên. Ha, thì cái nhịp quét nhanh nó về đâu chúng ta sẽ đi vào VN Index, Index sau nhé. Mình nhìn sơ sơ qua một số cổ phiếu ngân hàng ha, Big Four đi. CTG, sau khi CTG nó chạm về ngay vùng hỗ trợ 31.4 thì hôm nay anh chị thấy được là đang níu kéo loanh quanh lên được 31.9 rồi, có nghĩa là nó đang phản ứng tốt với dầu gặp mà nó đang hồi lên ha. Chỉ có BIDV thì anh chị thấy được gần như là chạm vào dầu gặp luôn. Nếu như nha chị, nếu như ngày hôm thứ 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 hai sắp tới này BIDV mở cửa nha, cho chúng ta được tiếp tục có câu chuyện là test đạp đỏ thì chỉ cứ mua gom vào. BIDV nó sẽ có cái lực cầu nó hồi về lại đúng khách sạn của chúng ta là vùng 4950 luôn. Bây giờ anh chị không thích á, là tại vì BIDV biên độ hồi của nó không có cao, nó hồi tầm khoảng em ví dụ bây giờ nó sẽ là 46 đi, nếu mà đạp về 46 đi thì BIDV nó sẽ hồi về chúng ta khoảng 5-6% thôi. Nhưng mà nhóm ngân hàng mà 5-6% là rất ok, bởi vì cái lực mua margin của chị rất là cao nhé. Rồi chúng ta qua Vietcombank. Bitfall, mình thấy Vietcombank nó test thẳng về đây luôn. Nhưng mà nhìn trên khung tuần gì? Về tới giao găm chưa?
Đây sẽ là cái nơi đỡ cho Vietcombank. Vậy thì Vietcombank sẽ là cái đối trọng của chúng ta trong tuần sau ha. Nếu như sáng ngày thứ hai mở cửa vẫn tiếp tục cái áp lực đỏ, hoặc là ngày thứ hai nó hồi đi, ngày thứ ba nó đỏ, sẽ là cơ hội rất là lớn nha chị. Chúng ta đang nói về nhóm ngân hàng, nếu như chị yêu mến ha và yêu quý thì chuẩn bị canh bạc Vietcombank ở cái vùng giá 86 87 như vậy là được rồi ha, đừng căng kè quá. Hồi lên cho chúng ta loanh quanh vùng 90 cho tới 91 nha. Rồi, mình đi qua nhóm chứng khoán. Nhóm chứng khoán của anh chị em mình thì ok, vẫn đang thể hiện một cái vai trò rất là tốt, khả năng rất là cao. Nhóm chứng khoán nó sẽ bật tăng cho chúng ta trong vòng ngày thứ hai ha. Anh chị thấy được là nhóm chứng khoán á, sau khi mà nó xuyên được cái vùng mây này lên này, xuyên được vùng mây này lên này, thì nó test ngược lại dấu cao một lần nữa và đang thành công nha. Và áp lực nó đang dần 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 tăng lên bởi vì nhóm ngân hàng và bởi vì nhóm chủ. Nhưng mà nhìn chung nha, nhìn chung trên đồ thị, anh chị thấy được là nhóm chứng khoán nó sẽ bứt phá bứt tốc một nhịp rất nhanh nha, bứt bứt tốc một nhịp rất nhanh luôn. Nếu như có chăng ví dụ như cái thời điểm cơ hội nhất của chúng ta chỉ là ngày thứ hai này đúng không, sau khi mà Dow Jones đang cho chúng ta những tín hiệu tích cực và một số những cái cổ phiếu nhóm ngành nó đều về hỗ trợ hết, cũng như là nhóm ngân hàng, một số các cổ phiếu trụ của nó cũng đang về hỗ trợ. Vậy thì nếu như một cái nhịp bật tăng của nhóm ngân hàng thôi, bật tăng của những vốn hóa lớn thôi, thì nhóm chứng khoán sẽ tạo được một cái đà để nó đẩy lên một cái mức đất nó cao hơn, có nghĩa là nó sẽ chạy một nhịp. Anh chị sẽ thấy được là nhóm chứng khoán nó sẽ có một cái loạt trần hết nha. Vậy thì những cổ phiếu nào có thể khả năng mua được mà nó có khả năng trần thì chút nữa đi sau cái video này em sẽ giới thiệu cho anh chị nha. Đó là nhóm chứng khoán. Thứ hai là chúng ta qua nhóm banh chứng thép đi ha. Nhóm thép cũng là một trong những cái đối trọng rất là lớn của cái nhịp tăng này. Khi mà chị thấy được nhóm thép nó vẫn đang giao dịch ở biên trên và nó đang có tín hiệu bước lên, nó bước lên đúng không ạ? Đây. Bật tăng, test về hỗ trợ, tích lũy và đang có tín hiệu bật tăng lên ha. Khung tuần cũng đang đẹp thoáng, khung thoáng cũng đang đẹp thoáng, được chưa? Nhóm thép. Dầu khí. Dầu khí thì pull lên rất là mạnh và sau đó đang test lại đúng Kijun và hiện tại đang đóng cái nến nằm trên TK và Kijun vẫn ok. Nhóm dầu khí vẫn có khả năng nó đi lên được nữa, hoặc là nhóm dầu khí nó đi ngang một vài phiên nữa nó cũng sẽ tiếp tục bật lên nha. Nhóm dầu khí thì thành công rồi, vượt qua được khung tuần cản thành công rồi, giờ khung tuần này vượt giao găm rồi, hai kiếm vẫn đang hợp bích lại thì nhóm dầu khí nó vẫn còn tăng lên được nha. Nhóm dầu khí nó vẫn còn tăng lên được. Khách sạn chưa mở ra mà, khi nào khách sạn mở ra thì chúng ta mới tính nha. Còn tới 2 tuần nữa lận. Rồi bất động sản, anh chị thấy được là bất động sản là nó hơi mệt mỏi một chút chút nha. Nhưng mà chút nữa em sẽ nói câu chuyện này. Bất động sản của chúng ta anh chị thấy được là nó đang cố gắng lấy lại được cái biên tăng nha, cố gắng lấy lại được cái biên tăng. Vậy thì bất động sản muốn tăng nó phải như thế nào? Nó cần phải có một cái cây nến rất là quyết liệt ha. Sau khi mà anh chị thấy được có một cây nến là nó vượt giao găm xong không thành công thì nó hay có hai cây nến đạp xuống và cuối cùng rút chân lên. Nói chung là có lực cầu đang loanh quanh ở vùng này. Vậy thì nó cần cái gì? Nó cần một cái cây nến quyết liệt, nó cần một cây nến bứt tốc bứt phá giống như chứng khoán hồi nãy để đẩy thị trường đi lên và đẩy cái nhóm ngành nó đi vào câu chuyện là nó đẹp lên lại chứ không xấu nữa ha. Thì nhóm bất động sản vẫn còn cơ hội rất là nhiều nha, vào ngày thứ hai nếu như xuyên qua đây được nha, xuyên lên được cái vùng giao găm này thì nhóm bất động sản nó sẽ tiếp tục câu chuyện nó tăng lên trong giai đoạn cả tháng 6 luôn nha chị, và đặc biệt sớm nhất là trong giai đoạn tuần tuần đầu tiên của tháng 6 ha. Tại sao gọi là cả tháng 6? Khi mà chị nhìn cái khung tuần á, anh chị nhìn thấy được là nhóm bất động sản đang rất là thoáng nha chị. Anh chị cần thấy được 3 tuần tiếp theo nhóm bất động sản vẫn đang rất là thoáng để tăng lên ha, với điều kiện là nó phải vượt lên được giao găm này chứ đúng không ạ. Thì khi mà vượt lên được giao găm đó có nghĩa là nhóm bất động sản khung tuần nó vượt qua được Kijun đúng không, nằm trên được kênh trên, thì khi đó bất động sản sẽ tiếp tục tăng ha. Khung tháng cũng vậy, khung tháng bất động sản nó đang nằm ở bên dưới thôi, nó còn cái câu chuyện ở bên trên đâu mà nó còn khả năng nó xuyên lên được lên trên đây mà nha anh chị. Yên tâm. Rồi chúng ta qua nhóm cảng biển. Rồi nhóm cảng biển thì tích lũy đi ngang thôi, nhưng mà cho nhóm cảng biển chúng ta chú ý cổ phiếu Gemedex ha. Sau khi câu chuyện về cái cổ tức khủng sẽ được nhận trong giai đoạn sắp tới ha, lợi nhuận có thể là cả 100 tỷ đấy. Thì cổ phiếu Gemedex nó đang giao dịch loanh quanh ở cái vùng 83-84, đây là cái vùng cảng 84 này, đang giao dịch ở vùng 83-84. Thì mục tiêu của Gemedex nhịp này thì sẽ lên được 90 nha chị. 90 thì tầm khoảng 6-7 giá nữa, 6-7 giá nữa thì nếu như anh chị mua được loanh quanh ở vùng 81-82 chúng ta sẽ lợi nhuận rất là nhiều. Còn nếu mà loanh quanh ở 83-84 thì chúng ta sẽ bít ít đi một chút lợi nhuận, nhưng mà cố gắng mua gom nha, cố gắng mua gom làm sao để lên được 90, lợi nhuận của chúng ta là cao nhất có thể ha anh chị. Target nhịp này của Gemedex có thể lên được khoảng 90 ha. Chúng ta qua câu chuyện của nhóm đầu tư công, là một cái nhóm mà chúng ta thấy được giai đoạn gần đây rất là mệt mỏi nha anh chị, sau khi mà giảm rất là mạnh và hồi phục không bao nhiêu cả, bây giờ đang có tín hiệu là nó sẽ vượt được cái vùng mây trở lên, nhưng mà hôm thứ sáu lại chui ngược lại xuống. Vậy thì chúng ta cần cái gì? Cần một cái ngày nó xác nhận nó vượt lên ha.
thì em cũng đã vẽ rồi ha, nó sẽ vượt lên đây xong nó test xuống xong nó đi lên, thì nó cũng đang có cái tín hiệu nó quán nó vượt lên được rồi và nó cũng đã test xuống nha chị, cố gắng nó vượt lên đây nè, được chưa, vượt lên đây nè xong đang test xuống, cũng test không sâu lắm, có nghĩa là tăng tăng mũi tên mình vẽ theo xu hướng thôi, nó tăng lên nhưng mà không quá mạnh nên nó test cũng không quá mạnh, vậy thì nó cần một cái nhịp bật thôi, một cái nến xanh thôi nha chị, một cái nến nó xanh lên thôi là khi đó nhóm đầu tư công nó sẽ bật lên luôn chúng ta 2-3 cây ha. Đầu tư công thì nhịp này chú ý cho em C2 nha chị, C2 C2 thì bây giờ chúng ta cứ gom mua ở dùng vùng 17 đi ha, gom mua ở cái vùng giá loanh quanh 17, 17 2 nè, chờ nó bước qua được 17 thôi là anh chị em mình vào vô tư nha chị. C2 này hình như là bị đóng cuối phiên hay sao, chúng ta coi sơ qua thôi. ATC ATC đang ở loanh quanh vùng 17.3 này, 17.3, 17.4, cuối ATC đóng xuống 17.2 sao hết. C2 kiểu này thứ hai mà nó quay ngược lên nó tăng luôn anh chị, đang rất là thoáng như này nè, nó mà quay ngược lên nó tăng lên như này luôn. Rồi cổ phiếu thứ hai nữa là LCG, LCG test lại hỗ trợ này chị ha, test hỗ trợ này thì LCG nó cũng sẽ có xuống lên đây thôi. HV cũng vậy ha, HV nó sẽ hồi phục sau những cái mã kia thôi, nó cũng đang thoáng nè. HV qua tuần sau thì chắc là cũng sắp mở khách sạn rồi, đang thoáng này, hồi phục về 14 đó nha, chị cứ mua đi, khả năng trước sau thì cũng sẽ về 14 thôi. Rồi VCG đó, những cái cổ phiếu đầu tư công là phiên chiều hôm thứ sáu đều trả điểm lại hết nha chị, đa số các cổ phiếu đầu tư công đều trả điểm lại hết, về vùng mua lại hết ha, quan trọng là chị có dám mua hay không thôi. Lúc mà nó chạy lên á thì mình đua, nhưng mà lúc nó về là mình lại không dám mua ha chị. Rồi chúng ta qua câu chuyện của VN Index nhanh thôi ha, không làm mất nhiều thời gian của mọi người nữa. Thì tại sao chúng ta gọi đây là tuần biến động? Anh chị nhìn thấy được này, trên khung tuần của chúng ta nó đang có hai kiếm, nó đang hợp bích lại với nhau đúng không ạ? Có nghĩa là đây là một cái vùng hỗ trợ tương đối mạnh 1230. Và nếu như nha, thị trường chúng ta vẫn tiếp tục bứt phá vượt qua được cái đỉnh cao nhất của chúng ta là 1295 thì hai kiếm của chúng ta nó sẽ, câu chuyện nó sẽ tiếp tục nó phóng lên. Nha chị, tiếp tục nó phóng lên. Nếu như vượt qua được cái đỉnh nha, hai kiếm sẽ hướng lên. Thì khi đó khung tuần mà hai kiếm hướng lên á thì cái lực tăng của nó cho khung tuần cũng sẽ rất là mạnh. À, thì trước khi mà khung tuần nó tăng lên thì chúng ta nhìn qua bên khung ngày. Anh em mình sẽ thấy được là cái khung ngày cũng là một cái tuần mà anh chị em mình thấy được trước khi nó đến cái MA này nha, trước khi nó đến cái vùng MA hút giá này nha, thì chúng ta thấy được là trong tuần tới có phải là 1, 2, 3, 4, 5 thì hai cái ngày cuối tuần anh chị nó sẽ có cái tín hiệu là hai kiếm nó sẽ tiếp tục khá là chặt ha, tích lũy khá là chặt. Vậy thì nếu như mà ba cái ngày đầu tiên của tuần đầu tiên này nó vẫn tiếp tục dao động trong cái biên độ này thì hai ngày cuối tuần của chúng ta sẽ có những cái biến động rất là lớn luôn, được chưa? Nếu như mà hai ngày, ba ngày đầu tiên của chúng ta vẫn tiếp tục dao động trong biên độ này là 1250, 1286 thì góc nhìn của em đối với thị trường của chúng ta trong giai đoạn đầu tuần nó khả năng nó sẽ lại test lại một lần nữa cái vùng giá này, test lại một lần nữa cái vùng đỉnh này, xong rồi sau đó nó sẽ nhẹ và hai ngày cuối tuần nó sẽ cho chúng ta câu chuyện. Nếu như tích cực thì nó sẽ xong kiếm hợp bình phóng lên như này, tiệm cận về 1300, 1320 ha anh chị. Rồi còn trong trường hợp nó mà cứ sideways, nó cứ test cái biên dưới này nhá, thì câu chuyện của chúng ta thì rất có thể là nó sẽ test thẳng chúng ta về 1230 luôn trong cuối tuần nhá. Vậy thì một là chúng ta sẽ chờ đánh breakout nhá, chờ đánh breakout sẽ vào rất là mạnh. Hai là chúng ta sẽ chờ bật đáy hai, được chưa? Vậy thì các cổ phiếu của chúng ta sẽ giao dịch như thế nào? Các cổ phiếu của chúng ta thì em đánh giá là những cổ phiếu nào nó bắt đầu nó có câu chuyện nó breakout chúng ta mua, hoặc là những cổ phiếu nào nó đang ở biên độ kinh trên chúng ta đang chờ thì hãy chờ nó test lại chúng ta mua, được chưa? Thì hai ngày cuối tuần thì chúng ta sẽ có được những cái biến động nó mạnh hơn, và đặc biệt là ba ngày đầu tuần chúng ta sẽ nhận thấy được là xu hướng của chúng ta sẽ như thế nào, nó sẽ dao động ở biên trên để nó breakout hay là sẽ dao động ở biên dưới để nó breakdown nha. Anh chị chú ý nha, ba cái ngày đầu tuần khả năng nó cũng sẽ không có break lên được mạnh lắm đâu, nó sẽ cho chúng ta lại tín hiệu lại là dao động trong biên độ nữa thôi ha, ba ngày đầu tuần. Thì nhưng mà em đo thì có thể nha, có thể trong ba ngày đầu tuần nó sẽ dao động ở biên trên. Nếu như duy trì được trong ba ngày đầu tuần ở biên trên thì chúng ta hãy nghĩ đến câu chuyện là cuối tuần nó sẽ có câu chuyện nó breakout ha, breakout khi hai kiếm hợp bích lại và nó phóng lên nha, anh chị chú ý nha. Rồi vậy đơn giản vậy thôi, nói cho mọi người để mọi người biết được cái tuần biến động nó biến động như thế nào và xu hướng nào nó sẽ biến động như thế nào, xu hướng nào nó sẽ biến động như thế nào, đúng không ạ? Trong 3 ngày đầu tiên nếu như nó dao động ở biên trên thì 2 ngày cuối cùng có khả năng nó sẽ break out ha, để xong kiếm hợp bích trong khung tuần và khung ngày. Nhưng mà nếu như 3 ngày đầu tiên nó sẽ có cái biên độ dao động ở cái khung biên dưới thì khả năng nó sẽ có một cái tín hiệu là nó break out, nó break down ha, từ 1.000
250 nó sẽ quay về 1220, thậm chí là 1230. Thì khi đó chúng ta sẽ có một cái câu chuyện, nó sẽ có cầu vào ở cái vùng đó, giảm thêm khoảng 20 tới 30 điểm nữa nha. Rồi, mình đi vào cái ngày thứ hai giao dịch như thế nào. Anh chị cũng nhận thấy được là không biết là tình cờ hay cố ý nha. Đóng cửa chúng ta lại đúng ngay tay can của khung H1. Ha, mà nó đang dao động trong đúng cái biên độ Kijun và tay can luôn. Ha anh chị, thì nó sẽ có khả năng nha anh chị, sẽ có khả năng trong cái ngày thứ hai, thì cái ngày nó khá là quyết định. Ngày thứ hai nha, nếu như mà tiếp tục cái câu chuyện là tích cực của thế giới và thị trường trong nước của chúng ta không có biến động gì quá xấu, thì ngày thứ hai nó sẽ bứt lên được cái vùng biên độ trên đây nha anh chị. Nó sẽ bứt lên được trên đây ha. Khi nó bứt lên trên đây, được trên đây, thì anh em mình cũng thấy được là hai kiếm của khung H1 này nó cũng sẽ có một cái xu hướng là nó hướng lên nha. Nếu mà lên đây nó xu hướng lên thì nó sẽ test lại cái đỉnh này một lần nữa. Đây, nó sẽ test lại cái đỉnh này một lần nữa ha. Đó, xong rồi cái lực, cái vùng mất cân bằng nó sẽ ra, thì nó sẽ là quay đẩy thôi trong 3 ngày đầu tiên này. Từ đây tới đây là 3 ngày này. 15 nến đúng không? Từ đây tới đây là 3 ngày nè. Đó. 1 2 3 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5. Ok, chính xác luôn, trong 3 ngày đầu tiên nha. Trong 3 ngày đầu tiên nó sẽ là nó trong cái biên độ này. Thì nếu như mà nó kéo mạnh lên trên, phá cả cái đỉnh trong 3 ngày đầu, nếu mà nó phá cả cái đỉnh 1285 này luôn, thì nó sẽ tiến về 1295 nha chị. Thì bắt đầu tới cái vùng 2 ngày cuối cùng nó sẽ xuất hiện những cái eo mây mỏng, thì không sao cả ha. Thì tới ngày hôm đó chúng ta sẽ tính tiếp nha. Thì như em đo ở khung daily rồi, mình sẽ thấy được là trong 2 tới 3 ngày đầu tiên mà nó dao động ở trên biên độ này ha chị, thì khả năng nó sẽ có khả năng nó break out lên. Thì xong rồi sau đó nó mới test về đấy, khi cái eo mây mỏng nó xuất hiện nha. Em đang nói là nếu như break out nhé, thì cái mây mỏng này nó xuất hiện này, thì nó sẽ làm một cái lực hút. Và cái vùng này đang mất cân bằng, thì nó khả năng nó sẽ test ngược lại đỉnh nha. Khi mà nó break đỉnh này lên thì nó sẽ test ngược lại đỉnh này, được chưa? Xong rồi sau đó nó sẽ tiếp tục đi. Thì đây sẽ là câu chuyện của tháng 6 nha. Đây sẽ là câu chuyện của tháng 6, mình đang tính sau, mình đang nói này mình tính sau nha. Trước mắt của chúng ta sẽ coi đang nằm biên, sẽ là biên trên hay là biên dưới nha. Rồi, thứ hai giao dịch như thế nào em cũng nói cho chị rồi ha. Thứ hai khả năng cao là nó sẽ có tín hiệu nó break lên đấy, nó sẽ có tín hiệu nó vượt được Kijun. Thì chú ý cái mốc này 12618, em nói rất nhiều câu chuyện 12618 trong trong room đúng không? Chỉ cần nóng đến 1268 thôi là mọi thứ nó xong. Thì 1268 này nó lên được hay không? Được nha, với điều kiện là quyết liệt và sẽ có dòng dẫn dắt, có khả năng sẽ là dòng hồi phục của dòng ngân hàng và dẫn dắt từ dòng chứng khoán ha chị. Khi mà nó phá vỡ được 1268 có nghĩa là nó phá được cái khách sạn H1 ha. Thì nếu mà phá được khách sạn H1 thì chúng ta cứ đo đơn giản thôi, từ cái biên độ này lên trên đây nó sẽ là cái biên độ tăng của thị trường trong giai đoạn phá khách sạn, được chưa? Thì nó cũng lại lên ngay đúng cái biên trên đúng không, nó cũng lại lên đúng ngay biên trên trên đây đó. Anh chị thấy không, nếu như mà nó phá được 1268 nha, ví dụ như ngày thứ hai anh chị thấy được là nó mở cửa nó phá được 1268, 1269 gì đấy, thì khả năng chúng ta sẽ quay về lại được loanh quanh cái vùng 1285, 1286, xong rồi sau đó nó sẽ lại có một lực bán nó test để cho chúng ta xuất hiện hai cái ngày cuối tuần, hai ngày cuối tuần sẽ là hai ngày biến động rất là lớn nha anh chị, chú ý nha. Rồi, như vậy sơ sơ như vậy thôi, chúng ta đi vào một số những cái mã cổ phiếu mà anh chị đang quan tâm ha. Ví dụ như cái mã cổ phiếu mà em đang đáng chú ý cho anh chị nhà đầu tư này, thì là một cái mã mà anh chị biết rồi đúng không? Một cái mã dịch may thì Gil nó cũng đã tăng rồi. Gil cũng đã tăng bậc tăng lên khá là tốt rồi. Thì bây giờ Gil còn tham gia được hay không? Em xin trả lời luôn, còn tham gia được nha. Nó chỉ mới vừa bứt qua thôi, nó còn chưa break được cao, break out lên mà. Đây, nó mới vừa bứt lên thôi. Thì khả năng loanh quanh cái vùng 35 36 này anh chị nếu mà muốn đầu tư thoải mái luôn. Còn trong room của mình thì Gil đã bắt đầu, chúng ta đã vào hàng được Gil rồi. Thì bây giờ em chia sẻ cho anh chị luôn nha. Đối với các chị mà đã theo dõi tới thời điểm này thì nếu như anh chị yêu mến em, có thể là chuyển một cái ID hoặc mở một cái tài khoản. Thì cái room của em á, em sẽ gọi là hoạt động như thế này. Buổi sáng á, thì sẽ có những cái nhận định thị trường và có cái hình ảnh kèm minh họa cho anh chị để đáng chú ý hơn ha. Tổng hợp thị trường của thế giới này, thị trường của Việt Nam như thế nào này, xu hướng và hành động này, xu hướng và hành động. Yeah. Và đặc biệt là đối với các anh chị nhà đầu tư nắm mà trung hạn thì như thế nào, còn đối với các anh chị nhà đầu tư mà lướt sóng thì như thế nào ha anh chị. Thì sau đó trong phiên em sẽ có những cái mã cổ phiếu để mua ha, có những cái mã cổ phiếu để mua và chúng ta sẽ có những cái mã cổ phiếu thậm chí sẽ chốt lại nha anh chị. Rồi xong rồi tới giữa phiên sẽ có một cập nhật xu hướng trong chiều ha anh chị, và có biến em sẽ bảo nha. Nếu như bình thường thì thôi ha anh chị, thì giống như hôm thứ sáu này em có nói cho là nếu loanh quanh về đây nó sẽ kéo lên thôi nha, về hồi 1254 255 gì nó sẽ kéo thôi và nó về đúng cái vùng này nó bật lên. À, vậy đây là Ichi ha, bổ sung một mã đánh tháng 6 là mua C2 này, tiền vào rồi. Rồi đó, cuối cùng nó cũng kéo lên đây ha. Và chúng ta đang thấy cái 1268 này là cái đối trọng càng quan trọng này, phá vỡ được 1268 này xuyên cái mây này là nó đi lên nha.
Rồi đó đó cũng vậy thôi, good morning như thế này như thế này như thế này như thế này ha, vậy ở có vấn đề gì em sẽ báo ngay, nó cũng sẽ dao động trong cái biên độ này thôi, khoảng phá khách, nó sẽ hút lên khách sạn đấy chưa, nó khách sạn đấy nó hút lên, nó vẫn hút lên, nhưng mà cuối phiên hiện nay test lại ngược lại bên kênh dưới này à, kéo đây xong test về đây nha, guild tăng rồi, phong thủy đầu tiên này à, cái guild là cái mã đầu tiên mà sau khi thành lập room ấy, em dành cái mã này dành cho các chị nhà đầu tư mà yêu mến, cũng như các chị nhà đầu tư mà chuyển cái tài khoản hoặc mở cái ID à, chuyển cái ID hoặc mở cái tài khoản ha, thì guild là khai trương room thì chúng ta thành công nha. À, tới thời điểm hiện tại thì chúng ta đang lãi khoảng 7%, còn chị muốn chốt lại không thì tùy nha, nhưng mà có khả năng nó còn thứ hai còn lên được nữa nha chị. Thì hôm thứ sáu em có công việc nên em không có dùng AMI, nên cập nhật những cái thông tin này gửi cho một cái nhà thôi nha. Đây là cái kế hoạch ha, và cái cách hành động với cái cách đi lệnh của tụi em, của bản thân em ha. Thì hiện tại một số các chị nhà đầu tư mà chuyển ID về á thì nhắn tin giùm em nha, đang coi trên nền tảng là YouTube thì nhắn tin giùm em qua số điện thoại này 0915215247 này. Các anh chị khách hàng này là các vị khách hàng đã là mở mới thì em có thông tin em add vào room. Còn các anh chị mà chuyển ID về á, hiện tại là em chưa có danh sách nha, chắc qua tuần sẽ có danh sách, thì khi đó em sẽ liên hệ với anh chị để add chị vào room nha. Thì hiện tại cũng đang có trên 40 chị đang chuyển ID về đó, nên anh chị đang xem thì có thể là nhắn tin cho em để em có cơ hội là add chị vào room để chúng ta giao lưu và chúng ta đi lệnh nó chính xác hơn, thì khi đó anh chị sẽ có nhiều cơ hội hơn trong giai đoạn sắp tới nha chị. Rồi ha, đó là nói về cái cách đi lệnh trong room và các cái mã cổ phiếu tín hiệu. Rồi cả mã giới thiệu cho anh chị đó là BSI, một cái mã liên quan tới công ty chứng khoán BIDV ha. Thì BSI nha chị, đây là cái mũi tên của em, và em sẽ dự đoán nha, sẽ dự đoán dựa trên phân tích kỹ thuật là BSI nó khi mà nó phá vỡ được 58.6 á thì nó sẽ bật tăng lên rất mạnh nha anh chị, thậm chí là nó có khả năng nó về cho anh chị được cái vùng 65. 65 là target ngắn hạn thôi nha, 65 chỉ là một cái target nó ngắn hạn thôi. Được chưa? 65 là một cái target ngắn hạn để cho BIDV nó về tới nha. Còn xa hơn nữa thì anh chị thấy được là khi mà hai kiếm nó hợp bích nó phóng lên á ha, hai kiếm nó phóng lên thì có trước mắt nó sẽ về cái đỉnh cũ nè, 65 đến 67 đã nha. Còn xa hơn nữa thì chúng ta đo cái khung tháng nha, xa hơn nữa chúng ta sẽ đo khung tháng để chúng ta coi BIDV về tới đâu ha. BIDV có thể về tới vùng 75 luôn target trong khung tháng nha. À, trước mắt thì vậy thôi, trước mắt em nghĩ là về tới 65 là đẹp rồi, 58 mà về tới 65 là chúng ta lời được 7 giá rồi. 7 giá được có 15% rồi. Rồi mã cổ phiếu thứ hai nữa là cái mã cổ phiếu mà HDC. HDC sở HDC 31 này, liên quan vùng 31 thì hôm nay nó đã test về lại cho chúng ta rồi ha. Mã cổ phiếu bất động sản đã test về lại cho chúng ta loanh quanh cái vùng điểm mua rồi. Sở dĩ mua HDC là em đang nhìn khung tuần chứ em không nhìn trên khung ngày ha. Khung ngày nó bứt phá qua xong nó test lại và đang sideways tích lũy như vậy. Thì nếu như mà khung ngày đẹp, nó tích lũy thêm 2 ngày nữa mà nó đi đúng lộ trình mà em đang đo thì nó sẽ phóng thẳng lên đây. Được chưa? Thì chúng ta nhìn qua khung tuần á, anh em học IG thấy khung tuần rất là đẹp luôn, khung tuần nó rất là thoáng luôn. Thậm chí là cái tuần này là cái tuần nó test lại, nó test cùng, test thành công luôn. Vậy thì HDC, BSI và mã cổ phiếu Guild là ba cái mã cổ phiếu mà chúng ta thấy được là cơ hội tiềm năng vẫn còn rất là cao nha. Thậm chí là Guild anh chị thấy nó tăng nhưng mà nó vẫn còn khả năng lên được, lên được bao nhiêu, lên được tới 44 cơ. Bây giờ Guild 36 lên 44 là thêm 8 giá nữa cơ mà. Hai kiếm nó mà phóng lên là chị thấy được nó sẽ lên 44 là dư sức nha. Ngày mai mà Guild nó phá vỡ cái vùng này nữa chị thì hai kiếm nó sẽ phóng, hai kiếm đang hướng lên đó nha, hai kiếm đang hướng lên này đó. 1 2 3 4 trong 4 phiên nữa mà hai kiếm nó tiếp tục nó phóng lên thì nó sẽ phá vỡ vùng này nè, nó phá vỡ vùng này nè. Bộ 36.8 là hai kiếm sẽ tiếp tục phóng lên nha, mục tiêu của chúng ta sẽ về tới 44 cơ nha chị, phóng lên. Chị sẽ coi là Guild sẽ là một trong những mã cổ phiếu mà điên cuồng nhất trong giai đoạn sắp tới ha. Nhóm ngành dịch may thời điểm trước là TNG nó chạy rồi đúng không, rồi MSH VGT chứ, VGT chứ nó chạy bung 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 mà đúng không, thì bây giờ thì có thể là Guild sẽ là một trong những cái mã cổ phiếu mà nó chạy sau nha. Đó là lý do tại sao mà em để mã này dành cho khai trương room cũng như là một cái mã đối trọng để cho các chị nhà đầu tư trong giai đoạn trước đó, ví dụ như chưa cơ cấu được cổ phiếu thì giai đoạn này sẽ có lợi nhuận nhiều nha. Rồi, bye bye chị nhà đầu tư ha. Thì ba cái mã cổ phiếu em chia sẻ cho mọi người luôn. Guild sẽ tiếp tục hợp bích và breakout, BSI sẽ phá cản và phóng lên, và mã cổ phiếu HDC là mã cổ phiếu bên bất động sản khung tuần đang rất là tích cực, có khả năng nó sẽ cho chúng ta quay ngược trở về cái vùng 36 37 cũ ha anh chị. Khi mà phá cản xong rồi test lại cái hỗ trợ và tiếp tục thành công khi mà nó tích lũy đủ để phóng lên nha, 2 tới 3 ngày đầu tuần thôi, 2 ngày cuối tuần khả năng nó sẽ phóng lên nha anh chị. Còn những cái mã cổ phiếu khác giống như là DIG hay là
Đất Xanh hay là Phát Đạt hay là CEO thì chị nhắn tin cho em. Nếu như đang kẹt hay là đang cần hỗ trợ nhắn tin cho em sẽ hỗ trợ cho chị nhà đầu tư trong giai đoạn tuần sau ha. Rồi bye bye mọi người, hẹn gặp lại mọi người trong video tiếp theo. Chúc mọi người có một cái tuần mới, cái tuần mà đối với cá nhân em sẽ nhìn thị trường nó sẽ tích cực hơn một chút xíu. Nếu như mà trong 3 ngày đầu tuần chúng ta thấy được cái cơ hội nằm ở biên trên thì khả năng rất là cao tuần tuần tới này sẽ là một cái tuần breakout để vượt qua chạm về 1.300 ha. Còn nếu mà trong 3 ngày đầu tuần anh chị thấy được là nó bull lên xong rồi nó bị bán ngược lại vào ngày thứ hai, thậm chí là ngày thứ ba nó quay về nó test cái biên dưới 1.250 thì khả năng rất cao vào ngày thứ năm và ngày thứ sáu thị trường chúng ta sẽ test về 1.230, thậm chí là 1.220, 1.225 luôn. Anh chú ý nha, để cho chúng ta có một cái lộ trình và kế hoạch hành động nó rõ ràng hơn ha, chứ không có vấn đề gì cả. Thị trường kêu nó sập là chưa có đâu anh chị, không có một cơ sở nào gọi là thị trường nó sập cả. Thị trường nó muốn sập nó phải kéo cho nhà đầu tư FOMO tiền vào, nó phải cho anh chị nhà đầu tư mua bất chấp bán, mua bất chấp mà không bán cơ. Phải có nghĩa là chúng ta nhìn trên khung chỉ báo VN Index là nó phải cứ bull 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 tốt lên thì cái đó nó mới có khả năng nó sập nha. Bull bull trên đây nè thì nó mới sập. Còn hiện tại anh chị nhà đầu tư đang rất là e dè, đang ở 50-50, trạng thái 50-50 thôi, có nghĩa là chỉ có 50 tiền 50 hàng thôi, chưa full margin đâu. Bây giờ nếu như mà muốn sập hoặc là muốn test mạnh mà muốn ra hàng nhiều, cá mập muốn ra hàng thì anh chị phải full margin cơ. Công ty chứng khoán phải call liên tục cơ, thì khi đó người ta mới bán sập. Còn bây giờ không vấn đề gì đâu chị ha, nên cứ thoải mái, chưa có tín hiệu gì là sập cả ha. Nếu như có test cũng là test hỗ trợ cho chúng ta mua. Còn nếu như phóng lên nha chị thì nó sẽ phóng lên rất là mạnh, rồi sau đó thì nó mới test nha, sau đó nó mới test. Thì em đang kỳ vọng cái tháng 6 này và cái tháng 7 sẽ là một trong những cái tháng mà chúng ta sẽ có được lợi nhuận rất là cao. Tại sao? Tại vì hết tháng 6 và qua đầu tháng 7 nó sẽ có câu chuyện về báo cáo tài chính ha. Anh chị nhìn thấy được trong tháng 6 này nè, những công ty nào mà báo cáo tài chính quý 2 tốt nè, bắt đầu cuối tháng 6 này chạy cho chị coi. Yeah, cuối tháng 6 này bắt đầu sẽ chạy rất là nhanh ha. Tại vì tháng 6 này là cái quý 2 rồi, kết quý 2 rồi ha. Và qua tháng 7 là cái tháng công bố, là khi đó những cái đợt chạy cuối cùng của nó sẽ nước rút nó chạy ra ha. Thì tới tháng 7 mình mới lo. Khi mà báo cáo tài chính xong qua, nó qua đi rồi, nó đẩy chúng ta một cái nền cao lên rồi, tất cả cổ phiếu đã lợi nhuận tốt rồi, thì khi đó qua tới tháng 7 nó sẽ có một cái dịp điều chỉnh. Thì tới tháng 7 chúng ta tính sau ha. Rồi bye bye mọi người nha, hẹn gặp lại mọi người trong video tiếp theo. Yêu mến thì mở một cái tài khoản nha chị. ID trên đây ha, 2762. Có lợi nhuận thì có thể gửi cho em một cái ly cà phê để chúng ta cùng đồng hành với nhau ha. Bye bye mọi người, hẹn gặp lại mọi người vào video tiếp theo ha. See you.